các bạn đến tin nhanh 24/7. Cùng chiêm ngưỡng cái chiếc Yamaha E25 phiên bản đường đua đến từ đất nước Nhật Bản. Yamaha E25 là một dòng sport bike ở hạng 250cc của nhà Yamaha. Chắc mọi người cũng đã quen thuộc. Tuy nhiên, chiếc cái dòng E25 phiên bản đường đua này sẽ tạo nên cái sự khác biệt từng chi tiết độ đến từ cái tay thợ độ Nhật Bản. E25 độ không quá nhiều món đồ chơi cao cấp, nhưng qua bàn tay người thợ Nhật Bản, họ quan trọng là hiệu năng trên đường đua, với những món đồ chơi đều phát huy hết sức mạnh kèm nó. Đầu tiên là dàn áo của chiếc E25 đã được làm lại khí độc hơn và lướt gió tốt hơn. Tổng thể dàn áo trên cái chiếc xe đã được làm lại khí độc mộc hơn, sơn bản thương mại. Cái dàn chân sau vẫn giữ nguyên cặp mâm chiếc Izin, nhôm sinh đĩa của hãng AK 7 ly phục vụ cho cái đường đua. Cái bộ số gãy của Racing Boy, phuộc trước của hãng Kayaba, phuộc sau của hãng Holin bình dầu. Cái bộ dụng cái hãng Rodin cho ra thức âm thanh quy lực. Bộ kỳ đông được làm lại phù hợp cho cái đường đua, cùng với cái setup hệ thống điện của hãng Arashi. Cái cụm tăng ga cho cái đoạn quặn ga ngắn hơn, nhảy ga hơn. Phần đuôi đã được làm lại theo cái dạng solo. Phần phanh trước được hỗ trợ ống hút gió giảm nhiệt, hiệu quả cho phanh đĩa trước từ heo dầu cho tới đĩa. Chiếc xe này hiện nay tại cái trường đua Suzuki tại Nhật Bản. Cảm ơn bạn đã theo dõi này là cái tiếp, nhớ like, share, subscribe.